Trước thềm World Cup 2023, AFC đã đưa ra những đánh giá về các đội bóng của châu Á, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng 5 đại diện khác của châu Á là Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines tham gia giải đấu này. Trong số này, Philippines và đội tuyển nữ Việt Nam là hai đội tân binh của giải và vì thế, hai đại diện này được đánh giá là ẩn số của giải. Dù vậy, AFC nhận xét rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến gần tới World Cup vào năm 2014 khi chỉ thua Thái Lan trong trận playoff tranh vé vớt vòng loại khu vực châu Á. 8 năm sau, đội tuyển nữ Việt Nam đã lấy lại sự thăng hoa bằng việc đánh bại cả Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa tại Asian Cup, qua đó giành vé cuối cùng của châu Á dự World Cup 2023. Mặc dù đã giành vé dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam không được may mắn khi rơi vào bảng đấu rất khó. Được xếp vào bảng E, đội chúng ta phải đối mặt với những đối thủ khó khăn hơn nhiều so với bảng A của đội bóng láng giềng Philippines, cũng là một đội tân binh khác đến từ Đông Nam Á. AFC phân tích rằng đội tuyển nữ Việt Nam chính là đội rơi vào bảng đấu khó nhất trong số các đội châu Á tham gia World Cup 2023.